mình thì con người có khả năng lặp lại và bắt chước tuyệt vời. Nếu bạn biết đến Park Tien, con trai nuôi người Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt, thì bạn hoàn toàn có thể thấy được bạn này cư xử, ăn mặc và nói chuyện không khác gì người bản địa cả. Phiên bản của Park ngày hôm nay là một quá trình tiếp thu và lặp lại một cách thụ động và chủ động từ môi trường sống và những người cậu tiếp xúc hàng ngày. Vậy chắc là sẽ không sai khi mà mình nói rằng bạn phần nào sẽ trở thành những gì bạn tiếp thu và tiếp xúc. Nếu mình được quay lại năm 20 tuổi thì thay vì xem những bộ phim và đọc những cuốn sách mang tính giải trí đơn thuần thì mình sẽ tìm những nguồn giải trí có chiều sâu hơn. Mình không có ý nói bạn phải tìm đọc và xem những thứ quá hàng lâm, nhưng thay vì ngồi hóng trong câu lạc bộ người tối cổ để tìm link hay là drama showbiz thì mình có thể xem The Pursuit of Happiness, Coach Carter hay là Black Mirror. Những nội dung cũng cực kỳ giải trí nhưng lại mang tính thực tế cao và sát với đời sống thật. Chỉ cần ngồi ở nhà với cái màn hình, bạn có thể biết ít nhiều về thế giới của Wall Street trong Wall Street và những biến cố tài chính Mỹ trong những năm 2000, không phải rất là tuyệt vời sao? Ngoài ra, những nội dung có chiều sâu này được tạo ra từ công sức của hàng trăm hàng ngàn người. Và khi mà bạn cảm thấy choáng ngợp, bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao người ta lại giỏi như vậy. Đó là lúc bạn cảm thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều. Ví dụ như Black Mirror là series những tập phim về công nghệ và những gì nó có thể mang lại cho cuộc sống con người. Khi mình theo dõi phần credit, nghĩa là phần thông tin những người làm ra phim, thì mình thấy những tập phim này đều có sự cố vấn của các chuyên gia trong các lĩnh vực về công nghệ, tâm lý học, y tế, tài chính, tùy theo nội dung. Mỗi khi xem xong, mình cảm giác như não bị đóng một cái và mất một lúc để cân bằng lại. Và từ đó mình có cái nhìn mới về những gì tưởng chừng như rất là bình thường đang diễn ra xung quanh mình. Khi nấu ăn, lái xe, chạy bộ hay dọn dẹp, mình thường nghe podcast của Gary Vee hay những bài phỏng vấn của Joe Rogan. Đôi khi sau này khi đang nói chuyện với một đối tác nước ngoài, mình cảm thấy vô tình mình nhắc lại rất là nhiều nội dung và câu nói của Gary mà mình đã từng nghe trước đó. Đó là lúc mình hiểu rõ nhất là mình sẽ trở thành những gì mình xem.